Vì xem ha. Chả nè, giò nè, giò khoanh, riêu nè, huyết nè, đậu hũ, đặc biệt là ốc. Ốc của ta thấy chị xào nhìn nó đậm đà, nó ngon lắm quý vị ạ. Nước nè, nước ở đây thì không có quá đậm màu quý vị ạ, thì bỏ ít màu điều đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Mình chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV chiều ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, hôm nay cô Tha đang có mặt tại Lê Trọng Tấn. Ở đây là quận Bình Tân. Thì hôm bữa cô Tha vào bạn chơi ở trong đây này quý vị, ở trong đây nè, công ty bạn cô Tha nằm ở trong đây. Thì đi ngang qua ở đây á, thấy tiệm bún riêu này á đông khách lắm. Nên hôm nay cô Tha quay trở lại. Xin phép chị quay để chia sẻ gửi đến toàn thể quý vị. Quý vị đang nhìn thấy khách ngồi dài từ đằng kia ha, đến lại đằng đây. Chị nói ăn trước đi rồi có gì quay sau, tại sợ đâu dở. Rồi quay lên sợ mọi người nói. Nhưng cô ta nói nhìn khách như vậy là biết rồi. Ở đây có một điều đặc biệt, cô ta thấy giá rẻ lắm Bình Dương. Đây cái bảng giá nè, ở đằng sau lưng của anh á. Quán bún riêu canh bún quá. Cua với chả chỉ có 25 thôi. Cua ốc cũng 25 nha. Cua ốc chả thì 30. Có xương giò cũng 30. Đặc biệt là 45. Từ 25 đến 45 quý vị nha. Đây, còn đây là cái nồi của anh chị nè. Đó, chị làm liên tục luôn, nãy giờ khách quá trời. Đây, mình bán buổi chiều thôi hả chị? Chị có bán buổi sáng thôi. À, bán nguyên ngày luôn. Đúng rồi. Dạ. Buổi sáng có 9 giờ rưỡi chị nghỉ rồi. À, nghỉ trưa xong chiều mới bán lại. Ở trên tủ quý vị thấy xương giò, riêu cua, bên kia là ốc, chả, dưới là rau, cái nồi. Mới mưa xong nên chị kéo cái bạt này ra hơi thấp, hơi thấp. Bên đây Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa rồi. Bác hết mồ hôi. Nóng quá. Mới mưa xong nóng quá. Đây quán gì bán lâu chưa? Bán đây được 1 năm mấy rồi chị. À, 1 năm mấy. Mai chay mình có bán không chị? Có, em vẫn bán bình thường hả? Thank you.
giờ là khỏi tập thể dục cái gì hả? Đúng rồi. Chị làm liên tục à? Cua ăn cua ốc với dầu phanh hả anh? Ê, dầu phanh cua chả. Cái này hả? 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 Dạ, cảm ơn chị. Ở trên tù thì chị để ít thực bị. Ví dụ như xương giò, khi nào hết thì chị mới để ra thêm. Và ốc cũng vậy, chị để trong cái tô á, bán hết chừng nào thì chị lấy ra chừng đó. Cua riêu bình thường là có chả mà. Cua chả. À cua chả. Cua chả còn muốn ăn ốc là bỏ thêm. Dạ. Muốn ăn xương này thêm bỏ thêm. Rồi nước rồi đầu của nó chồng chứ. Đâu đâu canh bún đi. Chủ nó nhiều nhiều lên. Quá bán quá trời rồi, bán quá trời khách rồi. Đây anh đây. Không có số gì đâu, sợ. Cái gì đây? Đúng rồi, quay bạc vào cho nó sáng, mát. Nãy đây mưa to không anh? Chị làm xong làm cho em tô canh bún luôn nha. Dạ. Và biến điều anh. Dạ. À, anh ăn thuốc bao nhiêu năm nay hả? Dạ. Đây rồi quý vị ơi, một tô canh bún. Quý vị nào thích ăn bún riêu á thì mình gọi nha. Tôi ta ăn canh bún. Tô nhìn hấp dẫn ghê. Quý vị xem ha. Chả nè. Giò nè, giò khoanh. Riêu nè. Huyết nè. Đậu hũ, đặc biệt là ốc.
ông Phu Tha thấy chị xào nhìn nó đậm đà, nó ngon lắm quý vị ạ. Nước nè, nước ở đây thì không có quá đậm màu quý vị ạ, chị bỏ ít màu điều á. Nước mấy vị nhá. Ôi trời, ngon quá quý vị ơi, vị ngon nha, thanh thanh. Cái này quý vị phải thêm mắm tôm vào á, thêm mắm tôm, thêm rau, cho thêm vào nữa cho nó ngon, giống như bún riêu vậy đó. Bắt thêm miếng chanh nè, quá lấp dần luôn. Ở đây miếng nữa, trộn đều lại quý vị nha. Cái dạ trộn được cái mắm tôm lại. Trộn lại thì nó không được đẹp quý vị nha. Bún, bún dài không bị đứt. Tại sao quay lấy tô 45.000 đầy đủ quay cho quý vị xem nha. Còn mình có thể ăn tô 25-30 nha quý vị. Ốc ốc gai sừng sực luôn. Quý vị có thể chấm mắm tôm, còn nếu mà không có thích mắm tôm thì mình chấm nước mắm cũng được. Tôm này có chế hơi mặn tại bỏ ít đường, cho nước vào đây chấm cho nó lúc luôn. Trời mới mưa xong có một tô canh bún nóng ấm ngon. Đây quý vị có thể ăn buổi sáng hoặc ăn buổi chiều, tại vì bán cả ngày lận, chỉ có buổi trưa là nghỉ thôi. Sáng chị bán từ 6 giờ đến khoảng 9 giờ. Cái gỏi phanh tươi mềm quý vị ạ. Cái không gian ngồi ở đây á nó cũng thoáng lắm quý vị, tại vì quán bán trong một cái con hẻm, hẻm này là hẻm 688 nhưng mà hẻm rộng, còn thêm chỉ để những cái bàn cao nữa đó, nên ngồi nó thoải mái rộng rãi. Buổi chiều nó thì nó mát. Nguyên cái chả, chả này chả lá gì luộc ra quý vị nhé. Ăn được quý vị ạ, ok á, giá cũng hợp lý.
tắt. Gió mát quá. Tắm mưa lại do. Rồi bye bye, hẹn gặp lại quý vị nha. Quý vị nào mình muốn thưởng thức bún riêu ha, thì mình đến ở địa chỉ hẹp 688 Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân quý vị nha. Quán bán buổi sáng cũng như là bán buổi chiều. Mỗi phần như vậy là 25, 30, 45. Hương vị ăn ok vì gia bình dân. Không gian ngồi trong hẹp á, mát mẻ, rộng rãi. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.